mới nhất thì anh vừa lấy về mẫu Nubira bản số Sài Gòn 51E61208 mấy chục triệu, che nắng che mưa bằng Ematic nè, được cái xe này nó liền nha cô chú anh chị. Chừng anh lấy xe cỏ là phải lấy xe liền lẹt mới lấy, còn cái xe dập dập kể cả 20-25 triệu cũng chả lấy đâu. Em này hết đăng kiểm bây giờ cho đi đăng kiểm mới đây, đồng sơn ở ngoài tương đối là đẹp, hết đăng kiểm rồi, đăng kiểm mới 6 tháng nha, mâm nguyên bản 4 cái vỏ mới, sơn xi có 1-2 chỗ chạy xước, chỗ này kẽn trước và dập nhẹ lại tí xíu, hai cụm đèn khá là ok. Tài xế chạy từ Sài Gòn á, chạy hôm qua về cho em đây, nó lấy mấy cái mẫu cỏ cỏ về mà phục vụ bà con đi tốt, dùng bền là ok, quan trọng là máy móc nha bà con nha, máy móc là cái quan trọng nhất của cái mẫu Nubira, chứ còn máy móc nó dập quá thì đừng có mua bà con. Máy móc bây giờ bà con vừa mua về bà con không có tiền bà con sửa đó. Nè, tapi chủ nhà bọc 5D nè, vô lăng nội thất sạch sẽ không đó, bà con thấy sạch sẽ chưa, máy móc được cái máy êm nha. Đồng hồ báo điện tử đầy đủ tính năng, màn hình cam dê full hết rồi, lắc nhẹ chìa khóa nổ máy, trợ lực em này nhẹ nè, em này được cái trợ lực rất là nhẹ cô chú anh chị nha, nhẹ tưng rồi. Máy lạnh nè, AC đang mở kích hoạt có máy lạnh nè, tắp lô tắp bì được cái em này liền không có khoan đục. Có những mẫu Nubira mà cô chú anh chị ham rẻ, người ta chỉ bán có 30 mấy triệu thôi hoặc là 40 triệu gì đó, thì cái xe đó chắc chắn với bà con là nó không ngon đâu. Thứ nhất là đồng sơn nó không đẹp, cái thứ hai là máy nó không ngon, không đủ đảm bảo để cho cô chú anh chị đi đường xa nha cô chú anh chị. Vô lăng đẹp không, vô lăng của Nubira từ phần tay núm nó còn nguyên bản hai bên nè cô chú anh chị, sạch sẽ nha, trần là trần nỉ nguyên bản theo xe hết, ghế chủ nhà bọc hai màu 5D rất là dễ thương và cực kỳ là gọn gàng. Đây, máy lạnh mở phải có lạnh rồi, bà con cô bác trải nghiệm vô tiếp tục vào phần máy cùng với Trần Anh nè. Sạch sẽ là ok, máy êm, em được cái máy êm, chạy nói chung chạy tầm 200 cây cho Trần Anh về tới đây đó, bà con thấy máy móc không, nó xe liền lắm. Anh Phúc ơi, bởi em nó có bồ cái, bởi em nó có bồ cái nè, anh Phúc chạy từ Sài Gòn về cho em á. Bà con ở Sài Gòn mua cái mẫu đi về chạy che nắng che mưa, tập chạy tập lái, máy chấm 6 em này rơi đâu đó 7 lít đó, chị thấy cục máy em, máy em ru, máy nè, máy là em tuyệt đối nha bà con nha, hai bên kèo cột rồi. Cái này cái gì đấy, dán cho phải bụi vô á, ôi giời, dán cho phải nước rồi vô cái ấy nè, sợ nó sợ nước rồi vô nè, kệ không sao, dòng trợ lực theo xe đầy đủ các tính năng, dằn dằn trước là không có đâm van, được cái xe này liền, nó không có đâm van cứng đục ở trên trước xe, keo chỉ nó có bô còn nguyên bản hết, tôi muốn chị ạ, để cách gì ở trong xe theo xe nha, máy êm 1.6 nè, máy nè. Ở Trần Anh bán giá có 60 triệu à, còn đăng kiểm cho bà con nữa nha. Đó, bà con mua về chạy em này xài toàn bộ bếp full. Chủ nhà thay một cái bình 70 ampe mới tinh, nước giải nhiệt, dầu trợ lực với lại hộ bản chỉ dẫn cầu trì theo xe hết. Hai cụm đèn phía trước khá là mới. Đi đô cho em nó đèn halogen nha bà con cô bác nha. Đó, bà con cùng máy êm không? Chỗ khá là êm, có cỏ vậy thôi, chạy chất là được. Lại về dầm sơn, dầm sơn tí xíu kẽn cho sơn lại cái kẽn trước cho bà con cô bác một tí xíu thôi, bốn cái vỏ thì mới rồi. Nè, nội thất ở trong nè, nó sạch sẽ liền lẹt không, hai loa phía sau. À, phần tapi khá là ok. Cốp nè, nào trong đây là bơm biết là đã dọn đâu, vừa mới lấy về tức thì đó, em này xong rồi chừng anh còn dọn dẹp nữa cho đẹp nữa, keo chỉ rin hết được cái đó liền cô chú anh chị nè, keo chỉ nó rin hết toàn bộ nha,
Đây bà con nè, đó chỉ nhỏ nguyên bản của dòng Nubira. Em đây Nubira 2S thì dòng xe bản đủ luôn nha. Bà con coi nè, 5 ống đút rồi không có dấu hiệu là bục mọt. Đó Nubira 2S 1.6. Đây bà con có bác trải nghiệm phần gầm. Coi giùm em có gầm một con chứ. Gầm là gầm đẹp nha. Đó gầm khá đẹp nè. Không có dấu hiệu bục mọt ở dưới gầm. Đó bên trường anh bán giá 60 thôi. 60 là đăng kiểm mới, dặm sơn làm đẹp cho cô chú anh chị. Trừ chi phí ra loanh quanh đâu đó hết chắc cũng 6-7 triệu thôi. Tính ra còn con này còn có 50 mấy triệu, rẻ quá trời. Đó mua về che nắng che mưa. Kể cả mẫu này bà con chạy bà con chán bà con quay đầu cho trường anh thì bà con lỗ 10 triệu thôi. Tại xe cỏ chỉ cho bà con lỗ vậy thôi, chứ xe cỏ mà cho bà con lỗ mấy chục triệu sao được. Được cho bà con có bán. Đó vậy thôi, đam mê mẫu này. Alo cho em khép lại chương trình tại đây này nhá. Chẳng ai, see you and goodbye.